Xin chào các bạn. Hôm nay mình lại giới thiệu với các bạn về một món ăn trong bữa cơm. Đó là món sườn xào chua ngọt các bạn ơi. Đây là sản phẩm của mình sau khi đã làm xong đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Rất tuyệt vời các bạn ạ. Trông thật hấp dẫn đúng không ạ? Sườn thì cũng có rất nhiều kiểu nấu. Sườn xào, sườn kho hoặc sườn nấu canh để ăn bún. Đây mình xin giới thiệu với các bạn là món sườn xào chua ngọt nhé. Chắc chắn rằng món này là khoái khẩu của tất cả các thành viên trong gia đình. Bây giờ mình xin trình bày cách làm với các bạn nhé. Nguyên liệu không thể thiếu đó là sườn. Đây là sườn mình mua về, các bạn nên cắt khoảng từ 3 đến 4 cm nhé. Bởi vì sườn xào hoặc là sườn nướng thì các bạn bao giờ cũng phải cắt dài đúng không ạ? Đấy, bây giờ mình rửa sạch rồi và mình đã trần qua nước sôi rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ mình ướp gia vị này. Đây là gia vị bột canh nhé. Mình ướp khoảng 2 thìa gia vị, 2 muỗng vơi các bạn nhé. Đấy, sau đó tiếp theo là mình cho gia vị tiếp theo, đó là đường. Lúc ướp này thì các bạn chỉ cho ít đường thôi nhé, cho khoảng một nửa thìa ăn phở thôi. Đây là mình dùng 8 lạng sườn đấy các bạn ạ. Và mình cho 2 thìa sữa chua hạt tiêu. Sau đó các bạn nêm một chút nước mắm. Đã là các chị em nội trợ rồi thì đương nhiên là cho gia vị thì tùy cái khẩu phần là khẩu vị ăn của nhà mình, ăn mặn hay ăn nhạt. Thì chắc chắn là các chị em nội trợ cũng có thể là ước lượng và cho được. Đấy, các bạn trộn đều, ướp khoảng 30 phút, 25 đến 30 phút các bạn ạ. Ướp lâu để cho gia vị nó ngấm vào trong sườn này, khi mình xào nó rất là đậm và ngon. Đấy, sau khi ướp xong rồi, bây giờ các bạn cho đi xào sườn nhé. Thì khi xào thì các bạn chỉ cho một ít dầu mỡ thôi. Đây là mình dùng mỡ. Thì để mà nói đúng liều lượng thì cho khoảng 2 đến 3 thìa ăn phở. Mục đích mình cho dầu mỡ vào để xào sườn để cho có độ vàng và có độ nóng của dầu đấy, thì là nó sẽ làm cho sườn chín đúng không các bạn? Đấy, sườn mình ướp đủ thời gian rồi, bây giờ mình cho vào xào các bạn nhé. Các chị em nội trợ cuối tuần hay trong các ngày rảnh rỗi mà đãi cả nhà món này chắc chắn là không ai có thể chê được. Đấy, sau khi các bạn cho sườn vào rồi thì các bạn sẽ đảo đến khi sườn nghĩa là chín là ngả sang màu vàng đấy các bạn ạ. Thì lúc đó là chín bởi vì là các bạn rửa sườn thì các bạn cũng chỉ nên là trần qua nước sôi nhé. Thật sôi các bạn trần qua rồi các bạn đổ nước đấy đi thì là cái sườn nó chỉ tái thôi. Nếu mà các bạn mà luộc sườn xong đổ nước đi mà kỹ quá thì cái sườn nó rất là khô và ăn nó không còn độ ngọt của thịt đấy các bạn ạ. Các bạn cứ trần nước sôi, trần nước thật sôi vào, thế là đổ cái nước đấy đi là ướp gia vị vào ăn thì rất là ngọt, ngọt thịt. Đấy, mình đảo sau khi sườn đã được vàng rồi đúng không các bạn? Trông nó thật là hấp dẫn rồi. Bây giờ mình cho thêm, bây giờ gọi là chua ngọt mà, thì bây giờ trước mắt là mình cho đường đã nhá. Mình cho thêm một thìa ăn phở đường. Đấy, sau đó các bạn đảo. Bởi vì đang nóng thì đường nó ngấm vào sườn nó sẽ tan đường và tạo thêm độ vàng cho sườn đấy các bạn ạ. Các bạn lưu ý rằng là khi sườn đã vàng rồi thì các bạn cho vừa nửa nhé. Và khi các bạn cho đường thì các bạn phải đảo liên tay nhé, vì cái đường nó rất là dễ cháy.
đấy. Khi mà cái sườn nó, cái đường nó tan và ngấm vào sườn rồi thì các bạn để om khoảng 2 phút thôi, sau đó các bạn lại đảo tiếp. Khi miếng sườn đã vàng đều thì bây giờ chúng mình lại cho một thêm một loại gia vị nữa, bởi vì là vừa xong mình đã giới thiệu với các bạn là sườn xào chua ngọt đúng không ạ? Thì bây giờ độ ngọt có rồi thì bây giờ mình thêm độ chua đúng không các bạn? Chua ở đây là mình dùng giấm các bạn ơi. Nếu mà các bạn có giấm tỏi hoặc giấm ngâm ớt cho vào cũng được. Còn đây là mình dùng giấm trắng. Đó, cho một muôi canh giấm. Sau đó mình đảo đều và đun lên. Có cái nước giấm nó vào, sau đó là nó ngấm với cả cái nước đường nó nắng xuống. Đấy là tạo ra cái sườn rất là vàng các bạn ạ. Thì các bạn nhìn thấy chưa? Đun như này vì cái sườn nó vừa ngấm mắm, ngấm muối và ngấm cái vị giấm vào rất là ngon. Trong lúc này thì các bạn chuẩn bị thêm một chút bột năng nhé. Bởi vì mình không làm nước sốt mà mình cho khoảng 2 thìa nhỏ thôi. Bột năng, sau đó các bạn cho nước vào đánh tan ra. Và các bạn đổ vào cái chảo sườn đang sôi. Mình cho cái bột năng này vào là ít, là mục đích là mình thêm cái độ sánh và độ keo giữa các miếng sườn đấy. Trông rất là hấp dẫn các bạn ạ. Đấy các bạn thấy chưa? Bột năng nó gặp nóng nó sẽ tạo thành độ dẻo dính. Các bạn đảo đều. Trông chảo sườn thật hấp dẫn rồi đúng không các bạn? Cái món này thì các bạn có thể ăn kèm với rau sống hoặc dưa muối cũng được đấy các bạn ơi. Đấy, sau khi chảo sườn đã xong, các bạn nhìn thấy chưa? Trông thật hấp dẫn đúng không ạ? Vàng, gia vị ngấm mắm muối rất là ngon các bạn ạ. Bây giờ xong rồi, chúng mình vớt ra đĩa thôi để thưởng thức với cả nhà thôi. Đang nóng hổi như vậy mà ăn với cơm nóng nữa thì không có thể ai cưỡng được đúng không các bạn? Đấy, sản phẩm của mình sau khi đã xong rồi, cho ra đĩa các bạn nhìn thấy chưa? Đĩa sườn vừa vàng vừa thơm rất tuyệt vời. Video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Nếu các bạn xem và thích, nhớ ấn like, chia sẻ kênh giúp mình với bạn bè nhé, để theo dõi được những video mới nhất của mình. Xin chúc các bạn làm một món sườn rang chua ngọt để đãi cả nhà thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bạn những video sau. Một lần nữa xin chúc các bạn thành công và được những đĩa sườn xào chua ngọt thật tuyệt vời nhé.